mọi người hãy cùng cắm hoa với mình nhé. Hoa lên máy mù mà sáng suốt ngày đang biết. Chắc mai rồi hơn như máy mù. Lấy lại được rồi à? Chắc chứ cái cô như mày hoài cho mày mồm sáng suốt ngày nó thuê mồm lắm tiền. Con nhà thầy Hiệp cũng chơi chứng khoán không? Đứa con gái thứ hai á. Đầu tư cũng được. Ý là nó đầu tư cũng được. Được. Nhưng mà mình phải hiểu về hắn đi. Úi dồi ôi, mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Cái nếu hắn theo tỷ giá đô la đây chị. Xin chào mọi người thấy con hoa đó rồi. Thằng hát hay nhỉ, thằng phải học mình. Ờ, yểm thích anh hát hay, anh hát hay nhân mà anh hát nhẹ nhàng. Tự hơn sáng tác, anh hát hay thế đó. Tôm ơi! Mày vẫn ướt mật ôm nó về mà cũng vẫn hết đông hư luôn. Mật ôm để lâu chứ có hư. Còn có ít thôi. Còn có ít. Người ta đứa mật ôm để càng lâu càng ngọt. Cứ lúc mua thèm thì nó có ôm nó mật đồ. Đeo khắc lắm.
Linh là chạy thích nấu nướng gì nhỉ? Sao cho đi học đầu bếp cũng được. Vất vả tí nhưng có tiền. Nhắn vào cho chị Linh. Giống như con nhà An Vanh đó. Con này trước nghịch lắm đấy. Chuyên huế trung bệnh 500.000 để đi quảng số rất ngon này. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này thì nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye bye.